Trong các bạn vừa nãy đang livestream thì có mấy người gọi Messenger tới nên đang bị gián đoạn, xin lỗi mọi người nhé. Thưa các bạn, Trần Ngơi lại tiếp tục những bài nói chuyện của mình để một là tiếp tục vạch mặt những cái kẻ Việt gian phản động muốn phá rối cái nền hòa bình và yên ổn của nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam.
hai nữa là cũng nhân tiện để trả lời một số comment của một số, cái này không phải là bạn nhưng mà của những bạn là chống cộng cực đoan và các bạn phản động chắc nói. Và trong một những rất số những comment thì tôi cũng lựa ra một hai câu comment để trả lời, chứ còn những cái comment mà chửi tục chửi tí hoặc là thế nọ, nếu mà trả lời thì mình chửi nữa thì nó mất hay trên cái mạng Facebook này. Thì hôm nay Trần Ngư nói nó cũng giống như một những cái dòng tâm sự của Trần Ngư với tất cả mọi người, đặc biệt là đến được với những đồng bào ở bên hải ngoại và những kẻ chống cộng cực đoan. Bởi vì Trần Ngư rất biết phân biệt tất cả bà con ở hải ngoại, không phải ai cũng thù hết cộng sản, ai cũng muốn chống cộng, chỉ còn một số nữa là cho nên là xếp vào loại chống cộng cực đoan. Thì càng những câu chửi hoặc là càng những cái câu bình luận vớ vẩn thì Trần Ngư lại càng thấy phấn khích. Trong đó có một cái câu, trong đó có một cái comment của anh Benny Trương hay là Benny Trường hay là Trưởng Trượng gì đó không biết, không có dấu, nhưng mà chắc là người ngoại quốc cho nên hỏi những câu rất là lơ mơ, giống như người ở cái chân mây xuống. Bạn ấy viết comment thế này, không phải viết comment trong cái bài bình luận này mà viết vào những bài khác trên trang cá nhân của Trần Ngư, tức là anh ấy nhảy vào anh sục sạo hết, chỗ nào anh viết được là anh viết rồi. Là anh hôn này, cộng sản còn thì Việt Nam mất nước. Nhưng không biết anh ấy cái luận điệu này là anh ấy nghe ai hay là tự dưng anh ấy phun ra và anh nói cộng sản còn thì Việt Nam mất nước. Không biết là anh ấy lấy cái chứng cứ ở chỗ nào, trong khi cộng sản nó tồn tại trên nước Việt Nam từ năm 1930 cho đến giờ, cứ ngày một lớn mạnh lên cho đến bây giờ thế, càng ngày càng mạnh, ngày hôm nay mạnh hơn ngày hôm qua. Thế mà ông ấy hô rằng cộng sản Việt Nam còn thì Việt Nam mất nước. Tôi muốn trả lời câu hỏi này của anh Benny Trương để mọi người hiểu rằng, và cũng là củng cố thêm cái luận điểm của tôi rằng những kẻ chống cộng cực đoan chỉ là những kẻ nói mò, không có một căn cứ nào cả. Thích nói gì là nói đó thôi, chứ không biết là mình nói đúng hay mình nói sai hay là cái gì, không có căn cứ gì. Hay là giống như một cái bình luận mà tôi không nhớ tên, nói là thằng cha này là giả danh bộ đội, giả danh cựu chiến binh. Đó cũng là một cái phát biểu hết sức là hồ đồ. Chả biết là tôi là ai mà dám nói là bộ đội giả danh. Cái đó nó cũng phản ánh đúng về cái tầm hiểu biết của những kẻ mà chống cộng cực đoan đấy. Và cũng củng cố thêm cái nhận xét của tôi là cái bọn này là chỉ là những bọn nói linh tinh, gặp đâu nói đó, chứ không có cái căn cứ gì cả. Đó. Còn nhiều những câu hỏi cứ hỏi đi lặp lại, lặp đi lặp lại, tôi không muốn trả lời là thế tại sao lại bây giờ lại làm tay sai Trung Quốc để nó chiếm hết đảo hết nước, thì những cái đó tôi nói rất rõ ràng rồi. Nhưng mà tôi muốn nêu lên đây để củng cố thêm cái nhận xét của tôi rằng những kẻ chống cộng cực đoan chỉ là những kẻ vừa đâu nói đó, nói bất cần, cứ nói ra vậy thôi chứ không có căn cứ chứng cứ. Rồi còn tôi luôn luôn muốn củng cố cho chứng cứ luận điểm của mình, tôi luôn luôn lấy ra những dẫn chứng cụ thể. Và nay nhân tiện tôi nói lên những cái điểm hèn của cái bọn chống cộng cực đoan. Như tất cả mọi người đều biết rồi, bọn chống cộng cực đoan thì nó hèn từ A tới Z, nhưng tôi biết tới đâu thì tôi nói ra nó đó. Đơn cử như thế này thôi, một việc rất nhỏ nhặt, nói về các văn nghệ sĩ. Cũng có thể là do một cái điều kiện sống hoặc là do một cái người ta muốn phát triển nghề nghiệp hay là người ta thế này nọ, thì một số văn nghệ sĩ ở Việt Nam này sang bên đó. Đó là cái quyền tự do và chính phủ Việt Nam thì rất tôn trọng đó. Giữ người ở lại thì sao giữ người đi được, cho nên ai muốn đi cứ việc đi, không nói năng gì. Nhưng để được yên ổn sống bên đó với đồng bào hải ngoại thì những văn nghệ sĩ này phải nói vài câu chửi lại cộng sản, ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và bắt buộc. Bây giờ đó rồi, chứ ngày xưa là sang nơi là phải khoác cái cờ ba sọc lên trên vai áng rồi có được hát hò gì hát hò, không biết là người ta có thích hay không. Đó là một cái hành động gọi là áp đặt mà là phải gọi là rất là hèn hạ. Trong khi những ca sĩ hải ngoại
Có cả những ca sĩ si sang bên đó rồi nói xấu chế độ, chửi quê hương, chửi đất nước. Nhưng về đây có ai thèm chấp đâu. Hai cái nhỏ nhặt đó thôi cũng nói lên được một cái bản chất đê hèn của cái bọn chống cộng cực đoan rồi. Là tôi nói có sách mách có chứng chứ không phải nói tầm bậy tầm bạ đâu. Đó đồng bào không, tôi có tin cứ hỏi lại mấy ông như là ông Bằng Kiều mới mấy cô Thu Phương hay cái gì đấy, xem có đúng như lời tôi nói không. Sang đến nơi mà muốn được thực hiện nghề nghiệp của mình thì bắt buộc phải, chả biết có hay không, nhưng mà cứ phải chửi cộng sản là độc tài, là bán nước, là thế nọ thế kia, rồi thì phất phất cái lá cờ ba sọc rồi mới được hát thì hát. Một cái hành động tôi cho rằng rất là tiểu nhân, rất là đê hèn. Đó. Và xin nhắc với bọn chống cộng cực đoan rằng người Việt Nam rất ghét những kẻ nào vong ơn bội nghĩa, hay nói dân dã là ăn cháo mà đá bát, là thứ nhất. Thứ hai là những kẻ làm tay sai cho giặc. Hai cái tội này là phải nói rằng người dân Việt Nam từ ngàn đời xưa tới nay chứ không phải mới đây đâu, ghét, căm thù, và nếu đập chết được là đập chết chứ không có tha. Nhưng mà không biết tài chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ cứ để cho bọn này nó cứ hoành hành, ăn nói thì linh tinh, không có cơ sở gì. Như hôm qua tôi đã nói, nêu lên một cái dẫn chứng, nhưng mà dẫn chứng này có nêu lại tôi nghĩ rằng cũng không thừa, bài học nàng Mỹ Châu đó. Chỉ là vô tình tiếp tay cho giặc thôi, nhưng cũng bị coi là giặc. Thế cái gì sao? Mỹ Châu Trọng Thủy đấy, nàng Mỹ Châu chỉ vô tình tiếp tay cho giặc thôi cũng bị coi là giặc. Thần Kim Quy nói hẳn với lại Van Buôn, giặc ngồi đằng sau nhà ngươi đó. Tuy chỉ là một câu chuyện ngắn nhưng mà các cụ cũng đã răn dạy con cháu mình đấy, đừng có dại dột mà làm tay sai cho giặc. Chỉ vô tình thôi cũng bị coi là giặc rồi, chứ đừng nói là trực tiếp cầm súng mà bắn vào đồng bào thì còn đáng căm hận tới mức độ nào. Cho nên trước khi nói gì, trước khi đưa ra một cái gì á, mấy người chống cộng cực đoan hãy nhớ lấy cái bài học này, là dân tộc Việt Nam từ ngàn đời xưa tới nay vô cùng ghét những kẻ làm tay sai cho giặc, tiếp tay cho giặc, vô cùng ghét những kẻ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Đó là hai cái tội mà chỉ nghe thấy là người ta đã ghét rồi. Rồi xin trả lời câu hỏi của anh, cũng là anh Nguyễn Việt Nam, anh cũng chịu khó hỏi lắm. Nhưng mà thực sự ra mà nói thì anh này cũng lịch sự, anh cũng chưa nói là dùng những lời lẽ thô bỉ, anh cũng đưa ra những cái dẫn chứng. Anh nói là đã coi công hàm năm 1958 của bác Phạm Văn Đồng ký chưa, không biết anh đã coi chưa, nhưng tôi thì là tôi coi không phải một lần mà coi nhiều lần rồi. Có hai câu đáng chú ý, nhưng mà câu thứ hai là tôi thấy là trong cái công hàm không có nói là chúng tôi tôn trọng 12 hải lý quyền của Trung Quốc. Thế cái đó thì là đương nhiên quá rồi, gì đâu có bán nữa bộ gì. Thế mà anh cứ chích chắn làm với lại anh Hô là bây giờ làm thuộc tàu rồi, không còn biên giới gì. Nước Việt Nam chưa khi nào có đường biên giới rõ ràng như hiện tại. Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn thành và hoạch định biên giới trên đất liền lâu rồi, 1740 mấy hay là 1470 mấy cái cọc biên giới đấy, tôi không nhớ rõ nhưng mà đại khái là thế. Chưa khi nào mà Việt Nam có đường biên giới rõ ràng rành mạch như bây giờ. Thế mà anh nói là không còn biên giới, không còn cái nọ kia. Tôi đưa ra những dẫn chứng này để khẳng định rằng cái tụi Việt gian phản động, cái tụi chống cộng cực đoan là ăn nói không có một cái cơ sở gì. Thí dụ nói như là Việt Cộng bán đất thì phải biết là bán chỗ nào, bán ở cái huyện nào, bao nhiêu. Thì cứ nói lên cho nó sướng mồm thôi. Cho nên mà cái lũ phản chống cộng cực đoan càng nói thì càng lộ rõ ra cái bản chất điêu ngoa, xảo trá.
rất là hèn hạ. Mà người Việt Nam thì ghét nhất hai cái tội đó, thì hai cái tội đó thầy là các ông đều vướng phải rồi. Thì làm sao mà các ông chống cộng, ông giết một ông thì nói là còn cộng sản thì Việt Nam mất nước, trong khi nước Việt Nam thì càng ngày càng uy tín, càng được tin tưởng. Tại sao tôi nói là được tin tưởng trên thị trường quốc tế? Tức là rất nhiều nước, hầu không như hết là những cái công ty lớn đều người ta vào hợp tác và làm ăn. Cứ suy bụng ta ra mọi người thôi. Các bạn cũng thế. Các bạn muốn hợp tác với ai, các bạn phải biết người này tối thiểu là phải biết thằng này nó trung thực, nó đàng hoàng. Chứ mà lấu cá hoặc là ăn cướp, nói phét thì ai mà thèm hợp tác. Từ cái đó mà suy ra là cái uy tín của nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam là rất lớn trên thế giới. À, thế nhưng mà vẫn cứ nói là cộng sản còn thì Việt Nam vẫn được. Tại sao tôi lại cứ nói đi nói lại cái điểm này là để tôi củng cố thêm một quan điểm và để mọi người hiểu rằng cái lũ chống cộng cực đoan là một lũ xảo trá, là một lũ đê tiện, là một lũ nói năng nó không có cái gì. Vào comment thì toàn chửi linh tinh như này, là thằng già nọ, thằng già kia, còn chửi tục tĩu lắm, nhưng mà tôi không tiện nói ra đây rồi. Nếu như mà là các bạn muốn minh chứng thì các bạn chịu khó vào trong cái trang thì của tôi, các bạn sẽ đọc được những cái comment nói linh tinh lăng tăng, nói chả hiểu biết gì cũng nhào vô nói, rồi nói được bao nhiêu tiền rồi. Cũng bên cạnh đó cũng có lời, có những lời lẽ khuyên tôi là thôi đừng nói là già rồi. Tôi rất cảm ơn những cái lời khuyên nhủ đó, nhưng mà Trần Ngơ nghĩ như thế này, tiện thể tâm sự với các bạn. Khi giặc vào thì nó chả trừ người già, người trẻ, già trẻ thì nó giết hết. Cho nên tôi cảm thấy rằng chúng nó là giặc, chúng nó không trừ một ai mà chúng nó giết. Nếu mà chúng nó tuyên bố trừ người già thì tôi xin nghỉ ngay. Nhưng mà cái bản chất của bọn này nó đâu, chúng ta thấy rõ ràng lắm rồi. Nó đâu có trừ người già, người trẻ, phụ nữ thì nó làm láng hết. Cho nên là chúng ta nếu ai nói được, tôi không phải khuyến khích, nhưng mà theo tôi nghĩ mà phản bác mà chửi lại bọn này được thì chúng ta cứ việc nêu cái chính kiến của mình. Đây cũng là dịp để mà chúng ta thể hiện cái chính kiến của mình, cái lòng yêu nước của mình, để mọi người cùng chung tay cho cái bọn sâu bọ này nó không nảy nở ra được. Chúng ta yêu hòa bình cho nên chúng ta phải lên tiếng, chúng ta yêu sự yên ổn thì chúng ta phải lên tiếng, thì chúng ta không là những người hiếu chiến. Nhưng mà dù sao thì Trần Ngơ rất cảm ơn những lời lẽ khuyên như thế. Là Trần Ngơ không nên nói để nghỉ ngơi, nhưng mà nói cho nó to tát thì là quốc gia hưng vong, thất phu còn hữu trách. Chúng ta là những người yêu chuộng hòa bình thì chúng ta phải có trách nhiệm với hòa bình. Đó là suy nghĩ riêng của Trần Ngơ như thế. Nếu có gì mà không đúng thì các bạn cũng bỏ ra qua cho. Cho nên là già trẻ lớn bé gì, nếu như đánh giặc thì đều là cần thiết đấy. Để vạch mặt cái bọn chống cộng cực đoan này, vạch mặt cái bọn phản động trong nước này cho mọi người được nhận rõ. Với bản chất như thế thì nói dạ mồm chúng nó mà cai trị thì phải nói là Việt Nam này banh tay lông hết, lại thành ra mười mấy sứ quân chứ không phải là ta, vì chúng nó tranh giành nhau đó, đó như ở hàng ngoại các quý vị rõ rồi. Nào Đào Minh Quân, nào là Trần Dần, thằng nào cũng muốn lên làm cái quốc gia ấy, mà có mấy thằng với nhau mà cũng không liên kết được với nhau, cứ thằng nọ nói xấu thằng kia. Thì làm sao mà chúng nó có đủ một cái trình độ mà về mà coi như là muốn là đòi là đất tổ không làm khổ dân. Còn cái điểm gì mà vừa mới thoạt nghĩ ra mà quên đó. Dù cho các vị chống cộng cực đoan hay là những thằng phản động muốn nói gì thì nói, nhưng tôi khẳng định một câu này này: chưa khi nào cái tụi chống cộng cực đoan ấy, với cái tụi phản động ấy, đứng được đến đít của mấy thằng Việt Cộng. Càng nói thì càng lộ rõ cái bản cái chất của các người thôi. Cho nên khuyên các người rằng hãy im cái mồm đi. Nếu không làm người dân tốt được thì cứ yên chí mà ở bên đó, hít cái mùi tự do
nó nói như là canh gì, nói là cái mùi coi tự do ở với nó, tha hồ hít tha hồ ngửi, không ai tranh giành, cứ chõ cái mồm mà quấy phá cho người tốt đẹp, với cái người chỉ muốn cho nước Cộng hòa xuống người Việt Nam này ngày một lụn bại đi, để có điều kiện cho các quý ngài trở về làm mưa làm gió, cũng là cái kiếp của quý ngài cũng chỉ làm tay sai thôi chứ không làm được cái gì được. Bởi vì cái sự hiểu biết của các quý ngài như thế thì làm sao mà làm lãnh đạo được, làm tay sai còn bị nó đuổi cổ như thì giống như Mỹ nó đã đuổi rồi đó. Chứ đừng nói mà làm cái tay sai mà ngu thế nó đuổi, chứ đừng nói là làm được cái sai thì nó tốt. Thực ra thì tôi cũng không muốn nói nặng đâu, nhưng mà các quý vị mất lịch sự quá, không nói nặng các quý vị, không chửi quý vị thì quý vị cho là ở mới hứng một cái trận mưa thế là đã sợ rồi. Trần Ngơ này chưa biết sợ mấy cái thằng một tí nào rồi. Như là cái thằng gì thầy đại, quý vị mất lịch sự quá, không nói lại cho mấy cái bọn phản động biết này. Người Việt Nam này ghét nhất là cái tội làm tay sai cho giặc, cái thứ hai là bọn vong ơn bội nghĩa. Nếu khi nào mà các quý vị mà từ bỏ ra hai cái tính cách đi rồi hắn nói chuyện đến vấn đề phục quốc, chứ mà còn giữ cứ chửi lại quê hương nơi quê cha đất tổ thì chẳng ai tin các vị là những người tốt đâu. Mà về mà đàng hoàng làm con dân thì cứ việc về, còn về mang âm mưu với lại những loại khác thì chỉ có bị đập chết thôi. Nói năng thế cho nó lịch sự đàng hoàng một xíu thì người ta còn muốn nói chuyện.